Ôi không, nay con Bi nó làm ca sáng ca chiều nó ngủ giống bò vậy. Sáng nó tới đây nó nói là chiều nay nó mới vô ca chiều, mà nó làm ca chiều 4 giờ nó mới đi làm. 4 giờ giờ nãy còn ngủ. Mấy giờ còn ngủ? Kêu nó dậy cho nó đi làm giùm. Chiều rồi. Nó còn ngủ hả trời? Quay. Nghe. Nó có chịu không sao ngủ dữ à? Anh Hồng, giờ lỡ nó ngủ thì em có ý này chân nó được. Trời sao nữa. Hả? Trời sao nữa. Cạo chung mày đó. Chưa rồi. Hả? Giỡn thật thiệt. Nó chưa tự nhiên nó gái lứa vô nhà anh ngủ gì ghê vậy? Giỡn chết mà. Hả? Bây giờ nè, ý anh, nếu mà mình nói vậy á, mày đi mượn hợp phấn, mày mượn hợp phấn á. Cạo thiệt luôn không? Cạo nước rồi nó bỏ nghề luôn á. Bây giờ em đi mượn chị. Giờ mày qua mày khều nó lại thử coi nó có ngủ say chưa mới làm được. Vậy giờ vậy làm à? Vậy làm Vi ơi. Quỷ cái nhỏ. Ủa ông ơi, ngủ say như chết hả? Bây giờ có dao cạo râu không? Giống thằng đỉnh thiệt. Giờ mình đi kiếm hộp phân nền hiểu không? Mình kiếm cái cây hồ nữa để dán cho nó sắc. Lấy cái hồ cho nó mình vuốt một cái là nó sát rồi. Vậy mà lấy rồi nó thấy sao? Sao mà thấy, sao mà biết được? Bắt đầu mày lấy cái hộp phấn nền đó mày dậm lên, hiểu không? Đó mày qua mày phấn đâu? Giờ mày qua mày kêu nó thử coi, bây giờ nó đụng vậy mất công nó dậy, kêu thử nó khiêu nó dậy coi coi nó ngủ say không rồi mày làm. Vi hư. Mày có đi làm không Vi? Vi hư. Mày có đi làm không mày? Chờ thử coi. Ok mọi người, đang bên quỷ này nè, nhỏ mà nó ngủ ghê lắm. Để mình qua mình thử nó coi, nó mà ngủ say là con nó chết với mình nha. Dậy làm mày ơi. Bi vậy mà nó còn chưa dậy nữa ha mọi người. Con này nó ngủ ghê lắm, ngủ nó mặn ngáy như bò rống vậy. Bây giờ mình sẽ tăng đô lên, tăng đô thử coi nó có thức không nha. Giờ mình sẽ quấy cái lỗ mũi nó. Chết bà mẹ tao nha. Như vậy mà nó còn chưa dậy nha. Thấy không? Mình tăng đô nãy giờ tới cỡ đó đó. Mà nó còn chưa dậy nè. Chết bà mẹ tao bây giờ. Nằm mày đóng, mày đóng như bò đi. Đây nha mọi người, đây là chai keo vuốt cho cái chân mày nó làm gì xuống á. Đây là hộp phấn nền, chút hồi mình bôi lên cho nó mắc cái chân mày luôn, thử coi phản ứng nhỏ này cho nó bỏ cái tật mà nó vô nhà người ta mà nó ngủ ngáy rống như bò lắm nha. Rồi mọi người đợi mình xíu, mình bôi lên cái chân mày nó thử nha. To prove it, I'm ready to do it. I can't be afraid now. I do this for my crowd, so turn me up real loud. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Ok mọi người, mình đã vẽ cái chân mày nó y như vậy nè, giống thật luôn á. Để mình coi có cái phản ứng của con quỷ nhỏ nó làm sao nha. Đợi mình đặt mấy cây quay nha mọi người.
dậy ngủ gác ngứa ngủ cơ giờ vậy em làm ngủ rồi mấy giờ mày mới đi làm 4 giờ đó làm. 4 giờ bây giờ 4 thì kép 5 rồi nè tao lo mày nãy giờ đó mày ngủ mày có đóng như bò rồi á gọi quá đi Phi đi mặt mày ngủ bộ Phi Mày.
Rồi sao chị đâu ngủ? Trời ơi mẹ. Cái gì vậy? Trời ơi, anh dọn vậy là chết em một. Anh lấy cái đám cạo liền em hả? Này mà thấy đâu tao dạy không? Mua mua tao mua mua tao dạy tao cạo mau. Em biết là bị nhỏ. Mày đi mà, cái tao bao bao nè. Nếu mà tao cạo này á là có chiếc cục đông này đúng mày à, đúng không? Gì mày? Ừ? Gì vậy? Tao không có cạo này đâu. Ê! Chẳng mày. Ê! Có đâu mà buồn chẳng? Tự nhiên mà. Bé nãy ơi, bé đừng giỡn em đó. Tao đâu có giỡn mà đâu, tao nghĩ cho tao nói thiệt mà. Ê, nhận mày. Sao em không bao giờ nói chuyện bé nữa, anh bé cũng đừng giỡn em đó. Tự nhiên mà. Ê, nhận mày. Ê, ê, ê. Nè, ê, ê, nghe nè. Nhận mày. Ê, ê, ồ cô có mặt nó kìa, mặt nó dặn nghe kìa, thì dễ lắm thì chứ. Cô có cái mặt nó đó kìa, đó là cái mặt à, nhìn tội kìa không? Bé mệt, bé mệt, bé quá. Mệt gì? Tao cầm máy quay là mày hiểu rồi. Hiểu gì mà hiểu, không hiểu luôn. Nè, nè, coi nè. Biết gì không? Đừng nói tao nè. Trời ơi, bữa nay mới biết cái mặt đó. Mày nói tao mày có bồ hả? Hả? Mày có bò chứ có bồ. Chứ mày quá, ai của mày ai dám giỡn mày nè. Em bắn không? Thiệt hả anh bé? Đó, ai dám giỡn ai cạo mày 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 quỷ. Không, mày không tin hả? Nè, coi nè. Nè. Đó, thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Ờ, anh bé không có giỡn mày hả? Ê! Không có giỡn. Ê, bậy. 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 Ôi nha mọi người, nãy giờ giỡn nó như vậy nó đủ rồi, đủ xanh mặt với mình rồi nha. Cho nó từ đây sau nó khỏi chơi mình, nó khỏi chọc mình, đập phá mình, để giới thiệu với bồ mình gì nữa. Mày không chơi anh thôi nha Bi, anh mà chơi lại mày ha, mày xanh mặt mày nha Bi nha. Tao cho mày hiểu luôn á, là người ta còn tha cho mày ít ít nha mày. Mai mốt là tao hút một cái là hớp một bên luôn á. Thôi nha, chào thường nha.